trực tiếp Ronaldo chính thức gia nhập Manchester, chấn động chuyển nhượng mùa hè. MU chỉ mất khoảng 20 triệu euro cho Juventus, theo thông tin độc quyền từ chuyên gia chuyển nhượng hàng đầu thế giới. Romano Manchester United sẽ trả trước cho 15 triệu cho Juventus và 8 triệu euro sẽ là tiền bổ sung dưới dạng phụ phí để sở hữu Ronaldo. Tuy nhiên, Juventus sẽ được đảm bảo thu về khoảng 20 triệu euro bởi một số điều khoản bổ sung rất dễ để hoàn thành. Cũng theo nguồn cập nhật đáng tin cậy này, tiền vệ Paul Pogba không nằm trong kế hoạch thuyết phục Juventus của MU. Pogba được cho là sẽ gắn bó với MU. Trang chủ Manchester United vừa chính thức thông báo siêu sao Cristiano Ronaldo đã chính thức trở lại đội bóng từ Juventus. Đây là thương vụ gây chấn động mùa hè này khi tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 72 giờ đồng hồ. Trước khi đồng ý gia nhập Manchester, Ronaldo được cho là đã đàm phán với đội bóng cùng thành phố Man City. Tuy nhiên, vào phút chót, bên đô mới của CR7 lại chính là mái nhà xưa Old Trafford. Manchester vui mừng xác nhận rằng câu lạc bộ đã được thỏa thuận với Juventus về thương vụ chuyển nhượng của Cristiano Ronaldo. Ngôi sao từng 5 lần giành danh hiệu quả bóng vàng cùng với hơn 30 danh hiệu lớn trong sự nghiệp, bao gồm 5 chức vô địch UEFA, 4 FIFA Cup, 7 chức vô địch ở các giải vô địch quốc gia Anh, Tây Ban Nha và Italia và cả Cúp Châu. Mọi người tại MU đều mong chờ được chào đón Ronaldo trở lại Manchester. Trang chủ MU đưa ra thông báo mới nhất. Cùng với việc Lionel Messi gia nhập PSG, sự kiện Ronaldo trở lại MU thực sự là một vụ lớn trong mùa hè này. Một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy những biến động. Với những bom tấn, Ronaldo là một trong cái tên nổi bật nhất. Đáng chú ý, với sức nóng của thương vụ Ronaldo, trang chủ MU đã phải gặp sự cố hy hữu khi không thể truy cập được. Có lẽ lượng truy cập quá lớn dẫn đến vụ việc này. Tuy nhiên, người hâm mộ MU vẫn có thể tiếp cận với đội bóng qua những kênh trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter